Xin chào tất cả các bạn. Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong series Những từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những cụm từ rất phổ biến trong bài thi, bao gồm tính từ đi kèm với một giới từ ở đằng sau. Giờ thì hãy cùng bắt đầu thôi. Let's get started. Chúng ta sẽ bắt đầu với cụm đầu tiên, đó là be faced with. Be faced with có nghĩa là phải đối mặt với một điều gì đó. Mình có hai ví dụ như sau. The company is currently faced with financial difficulties. Công ty hiện tại đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Ví dụ số 2 đó chính là The manager is faced with many challenging decisions. Người quản lý thì phải đối mặt với những cái quyết định mang tính thách thức. Cụm số 2 mà chúng ta sẽ gặp trong ngày hôm nay là be exempt from. Be exempt from. Nó mang nghĩa là được miễn một cái gì đó. Ví dụ đầu tiên, our returning customers are exempt from the price increase. Tức là những cái người khách hàng mà trở lại mua hàng của chúng tôi thì sẽ được miễn cái việc bị tăng giá. Và ví dụ số 2 của chúng ta đó là he's exempt from membership fees. Anh ấy được miễn phí thành viên. Cụm số 3 của chúng ta đó là be delighted to. Be delighted to. Nó mang nghĩa là hãnh diện hoặc là vui mừng khi làm một điều gì đó. Ví dụ, I am delighted to meet you. Tôi thực sự rất là vui mừng khi gặp bạn. Cụm này thì có thể thay thế cho nice to meet you, đúng không ạ? Và ví dụ số 2 của cụm này, I myself would be delighted to help them. Tức là bản thân tôi cảm thấy rất là vui mừng khi mà có thể giúp được cho họ. Chúng ta có cụm tiếp theo đó chính là be favorable to. Be favorable to. Cụm này mang nghĩa là có lợi cho một điều gì. Ví dụ của chúng ta, the terms of the contract are favorable to us. Những cái điều khoản của hợp đồng thì thực sự rất là có lợi cho phía chúng tôi. Cụm từ số 5 của chúng ta là be made up of. Be made up of. Nó mang nghĩa là bao gồm những cái gì. Ví dụ của chúng ta, the committee is made up of 5 members. Ủy ban hay là hội đồng thì bao gồm 5 thành viên. Còn ví dụ số 2, the history museum is made up of 6 display halls. Tức là cái bảo tàng lịch sử này thì bao gồm 6 phòng trưng bày. Cụm tính từ số 6 của chúng ta là be noted for. Be noted for. Cụm này có thêm hai cụm đồng nghĩa nữa, đó là be known for. Be known for. Hay là be renowned for. Be renowned for. Cả ba cụm này chúng ta đều có thể dịch là nổi tiếng vì điều gì hoặc là nổi tiếng với cái gì đó. Mình có ví dụ, the city is noted for its local artists. Thành phố này nổi tiếng với những người nghệ sĩ địa phương. Hay là chúng ta có thêm một ví dụ nữa, the car is noted for its stylish appearance. Chiếc xe để được biết đến với cái vẻ ngoài thực sự rất là phong cách của nó. Cụm số 7 của chúng ta, có lẽ là chúng ta gặp cụm này nhiều rồi, đó chính là be restricted to. Be restricted to. Từ restricted ở giữa cụm này có thể thay thế được bằng một tính từ khác, đó chính là limited. Limited. Và cả cụm này thì chúng ta sẽ dịch là bị hạn chế hoặc là bị giới hạn với một cái điều gì đó. Chúng ta lưu ý rằng cụm này thì nó thường đi với danh từ phía đằng sau. Chúng ta có ví dụ như sau. This event is restricted to the first 50 customers. Sự kiện này thì chỉ giới hạn cho 50 khách hàng đầu tiên.
Cụm cuối cùng mà chúng ta gặp trong ngày hôm nay đó chính là be subject to. Be subject to. Nó mang nghĩa là phải chịu một điều gì hay là tùy thuộc vào điều gì đó. Mình đi vào ví dụ đầu tiên. The schedule is subject to change without prior notice. Ở trong câu này thì chúng ta sẽ dịch nó là phải chịu một điều gì. Và mình sẽ dịch cả câu ra là lịch trình thì có lẽ là sẽ bị thay đổi mà không cần một sự thông báo nào trước cả. Và với ý nghĩa tùy thuộc vào thì chúng ta sẽ có ví dụ số 2 là câu sau đây. The budget is subject to the executive's approval. Nó mang nghĩa là ngân sách thì tùy thuộc vào sự phê duyệt của giám đốc điều hành. Và đó là các cụm tính từ mà chúng ta đã gặp trong ngày hôm nay. Các bạn lưu ý rằng mỗi một tính từ nó sẽ đi với một giới từ khác nhau. Và hãy lưu ý nhớ được những cái giới từ đó. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp phải cái vấn đề đó là sai ngữ pháp hoặc là sai giới từ khi mà chúng ta làm bài. Đó là toàn bộ video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.